Nhà thờ, các bạn có thể nghe âm thanh trực tiếp. Mình cai hoàn toàn chế độ tự động, chủ cũng tự động. Các em góc giọng có vẻ khá noi. Cho đến cam tele thì cũng bị noi. Với khẩu độ là F1.4 và F2.4, khẩu độ là F2.4. Nhưng mà ở chi tiết này thì có vẻ khá ổn. Zoom lên được như này, bị noi thì cũng ổn. Mình tiếp tục ra khu tượng đài Lý Thái Tổ để quay. Lần này mình liên tục di chuyển, liên tục bước chân thì chống rung cũng ổn, nhưng mà hiện tượng của mình bị nhè, thỉnh thoảng nó xảy ra do cái bước chân của mình thôi. Nếu mà chống rung ở ban đêm thì sẽ tốt hơn, ban ngày thì sẽ tốt hơn, sẽ không ít gặp những hiện tượng nhè không hình. Và mình có chạy xe, vừa đi xe chậm và vừa lái xe vừa quay thì khá nhòe khung hình, hiện tượng nhòe khung hình rất là nhiều. Tiếp tục quay ở khu vực nhà thờ thì mọi thứ đều ổn, hiện tượng noise ít xảy ra. Có thể đây là chỗ ánh sáng đủ, thế nên là ít gặp bị noise. Nhưng mà đến lúc mà zoom hết cỡ, zoom 10x thì phát hiện là noise. Nhưng mà kể cả có zoom 10x noise thì mình vẫn có thể nhìn thấy cái biển số xe, xe nó tăng góc rộng tam thường cam tele.
là đèo gì khử nói khá tốt, nhưng mà những chi tiết thì có vẻ không được tốt lắm, bởi vì khử nói mà. Tổng quan lại thì từ LG6 nâng cấp lên V50 thì cũng khá là ổn. Đây là một bản nâng cấp khá lý tưởng. Cam G6 thì mà không được chi tiết, lên V50 thì tốt hơn hẳn. Và mình mới chỉ vừa chụp và quay tự động, chưa vào các chế độ như là chụp đêm, chụp dưng, còn khá là nhiều các chế độ ở trong cái LG V50 là mình chưa phải thực hiện được. Hy vọng là lần sau mình sẽ thực hiện lần lượt từng cái chế độ ở trong LG V50, đặc biệt là chế độ chụp chân dung sáng không mình chưa thử. À, nhân tiện thì bác nào có mẫu thì giới thiệu mình là mình chụp mẫu sáng không, đăng lên làm cái video luôn ạ. Cảm ơn các bác.